Bệnh viện Hà Nội Viên Chăn ạ. Thưa em xin kính chào quý thầy cô ạ, kính chào các anh chị các bạn đồng nghiệp. Sau đây em xin báo cáo các lâm sàng chẩn. Bệnh nhân nam 59 tuổi, địa chỉ ở Viêng Chăn, Lào, và bệnh lúc 20 giờ 55 phút ngày 22 tháng 2 năm 2022. Lý do viện của bệnh nhân là nói khó và tê bì tay chân bên trái. Về tiền sử bản thân có bị đái tháo đường một năm nay, không được điều trị thường xuyên. Viêm dạ dày HP dương tính đã khám và điều trị tại bệnh viện Đông Y Hà Nội từ ngày 13 tháng 1 năm 2012. Tiền sử gia đình là khỏe mạnh. Về bệnh sử bệnh nhân sau khi có uống bia từ tối cùng ngày thì cách bệnh viện 30 phút bệnh nhân xuất hiện là mệt xỉu, chóng mặt, tê bì tay chân bên trái, kèm theo nói ngọng. Bệnh nhân không sốt, không nôn, đài tiểu tiện thì tự chủ, được nhà đưa viện trong tình trạng trên. Lúc vào viện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, hội chứng nhiễm trùng âm tính, hội chứng thiếu máu âm tính. Huyết áp vào 120/80 mỗi thủy ngân, mạch 117 đến 90 phút, SpO2 98%, nhiệt độ 36.5. Đường máu ghi nhận lúc vào 12,5. Quy mô của nhân 24. Nhân có nói ngọng và tê bì tay chân bên trái, chứng não mà não âm tính. Cơ lực tay chân hai bên 5/5. Qua bì skin hai bên âm tính. Tim nhịp nhanh đều, T1 T2 rõ. Phổi thông khí tốt. Bụng mềm lát cũng to, các cơ quan nội tạng khác hiện tại bình thường. Các kết quả lâm sàng chúng em xin phép gửi lên trên hệ thống nữa. Chẩn đoán xác định của chúng em là có theo dõi tai biến một loạt thoáng qua và đái tháo đường sinh thần 1. Về khám hiện tại là bệnh nhân tỉnh tiếp tốt, đó là 15 điểm ra nếu mà không cơ lực tay chân hai bên bình thường, ba vị scan hai bên âm tính, tim thì đều, hồ thông khí tốt, các cơ quan khác hiện tượng đi lại bình thường, bệnh nhân tự sinh hoạt và đi lại bình thường. Nội dung tầm chẩn chúng em xin ý kiến các thầy cô, một là chẩn đoán và điều trị hiện tại là hợp lý chưa, và thứ hai là hướng điều trị tiếp theo bệnh nhân này như thế nào. Chúng em xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô. Rồi, cảm ơn bạn. Tiếp theo tôi xin mời tiến sĩ Lê Tuấn Linh cho ý kiến về mặt chẩn đoán hình ảnh ạ. Báo cáo thầy Hùng, các bạn ấy đã cho bệnh nhân chụp một cái cắt lớp vi tính và các bạn cũng đã chụp có tiêm thuốc, máy của các bạn cũng khá tốt, máy 64128 dãy. Thế thì trên cái hình ảnh này thì em chiếu luôn cái sau tiêm. Thì sau tiêm thì cũng không thấy cái tổn thương của nhu mô não ở vị trí nào mà có cái giảm tưới máu hay là giảm tỉ trọng do nhồi máu hoặc là các cái ổ xuất huyết đều hoàn toàn không có. Thứ hai là các cái mạch lớn của đa giác Willis thì cũng hoàn toàn bình thường, không có các cái tắc mạch lớn. Ở bệnh nhân này thì duy nhất có một cái biến thể giải phẫu một chút thôi, đấy là cái động mạch sống của bên trái nó thiểu sản hơn so với bên phải. Bên trái, bên phải là to. Đấy, và kèm theo thì cái nhánh pica, tức là nhánh tiểu não sau dưới thì nó cũng thiểu sản theo và nó nhỏ hơn một chút. Đấy, tuy nhiên thì cái phần nhu mô não ở đấy thì lại của phần thấp của tiểu não thì lại được tưới máu bù bởi cái tuần hoàn bằng hệ từ bên một cái biến thể giải phẫu thôi, chứ cũng không phải là một cái tắc mạch hay là lóc tách của động mạch. Đấy, thì như vậy là trên cái phim này thì về mặt hình ảnh là không thấy cái ổ nhồi máu cũng như không thấy các cái ổ xuất huyết não. Xin hết ạ. Cái này chụp sau bao lâu nhỉ? Cái này bệnh nhân chụp cái phim này sau bao lâu, sau bao lâu em từ khi có triệu chứng? Dạ thưa thầy, chụp sau một ngày ạ. Ok, sau một ngày nếu nhồi máu ổ khuyết thì cũng có thể chưa rõ ràng đâu. Tại vì thực ra cái những cái cắt lớp mà nếu mà mình chụp sớm quá thì nó sẽ không nhìn thấy được, nếu như những cái nhồi máu mà nó không phải là quá nặng thì sẽ rất là khó thấy. Tiếp theo thì tôi xin mời bác sĩ Lê Văn Thủy ạ. Vâng, thưa thầy Hùng ạ, thưa các anh chị em đồng nghiệp. Bệnh nhân này trước hết về cái phần chẩn đoán, các anh chị chẩn đoán bệnh nhân bị tai biến nhu mô não thoáng qua thì ở cái thời điểm này thì cái chẩn đoán đấy không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên ở tại cái thời điểm khi các anh chị khám bệnh nhân và các anh chị vẫn thấy bệnh nhân bị nói khó, kèm theo tê nửa người bên trái và cái triệu chứng thần kinh khu trú đấy xuất hiện một cách đột ngột, thì tại cái thời điểm bệnh nhân vào viện thì chúng ta nên coi tất cả những bệnh nhân có triệu chứng thần kinh khu trú khởi phát đột ngột là một cái đột quỵ não thực sự. Chúng ta không nên nghĩ tới tai biến nhu mô não thoáng qua. Thêm vào đấy nữa cái phần bởi vì là tôi đã có cơ hội làm việc với các anh chị ở bệnh viện Viêng Chăn khá nhiều lần các cái ca hội chẩn về mặt thần kinh, trong đó có đột quỵ não, thì
có một vài lần đã nói đến cái thang điểm rất quan trọng trong lượng giá bệnh nhân đột quỵ trong giai đoạn cấp, đó là thang điểm NIS. Tại cái thời điểm đầu tiên khi bệnh nhân vào viện, khi bệnh nhân nói khó, bệnh nhân tên ở cái bên trái, lúc đó thì nếu mà được thì các anh chị chấm qua, bởi vì nếu mà các anh chị làm một vài lần lúc đầu có thể nó chưa quen, nên đoạn sau quen thì chắc chỉ mất khoảng 5 phút là chấm xong thôi. Bệnh nhân này tôi ước chừng điểm NIS lúc đó chắc 2 điểm. Sau khoảng hơn một ngày điều trị dùng kháng tập tiểu cầu kép và statin thì hiện tại các anh chị khám bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng, không có nói khó, không còn tê bì ở người trái và hoàn toàn không có liệt, không có dấu hiệu bệnh lý bó tháp. Thế thì tại cái thời điểm khi mà chúng ta đánh giá lại bệnh nhân ấy, thì lúc đấy chúng ta mới đặt bút chẩn đoán là tai biến não thoáng qua, và cái chẩn đoán này cũng chỉ làm cái chẩn đoán nghi ngờ về mặt lâm sàng. Bởi lẽ giống như anh Linh đã phân tích, trên phim cắt lớp vi tính sọ não có tiêm thuốc kể cả phim 64 dãy tại thời điểm sau một ngày. Cái hội chứng ổ khuyết của bệnh nhân là rất là cũng tương đối khó phát hiện ở trên cái phim này. Nếu mà chúng ta có cái phim cộng hưởng từ với chuỗi xung khuếch tán thì chúng ta sẽ có thêm cái bằng chứng chắc chắn hơn của cơn tai biến não thoáng qua. Cái hội chứng ổ khuyết ở bệnh nhân này là rõ ràng, bởi vì bệnh nhân này thuộc cái loại hội chứng ổ khuyết cổ điển, với việc là bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng nói khó và tê bì nửa người, hoàn toàn không có triệu chứng vỏ não. Ví dụ như các anh chị không thấy khám thấy bán manh, không thấy có thất ngôn hoặc không thấy mất chú ý nửa người. Bệnh nhân lại có tiền sử đái tháo đường với cái đường máu vào viện khá là cao. Tiếp đến là khi mà lượng giá một cái bệnh nhân với cái triệu chứng đột quỵ não nhẹ tại thời điểm ban đầu, hoặc là tại thời điểm này khi chúng ta nghi ngờ bệnh nhân bị tai biến mạch não thoáng qua, thì cũng cái thang điểm quan trọng nữa là thang điểm ABCD2, chắc anh chị đã biết. Cái trường hợp này thì cũng nên nói rõ trong cái phần bệnh án là cái điểm đó bệnh nhân là bao nhiêu điểm, bởi vì nó sẽ quyết định cái việc chúng ta lựa chọn cái thuốc dự phòng thứ phát của bệnh nhân. Cái trường hợp này chúng ta tính nhanh điểm của bệnh nhân là 4 điểm, bởi vì cái thời gian kéo dài của triệu chứng là trên 1 tiếng. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường. Và cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân là nói khó, thế thì kéo dài trên 1 tiếng thì bệnh nhân được 2 điểm, đái tháo đường cộng 1 điểm vào, và nói khó thì cộng thêm 1 điểm nữa là 4 điểm. Thì ABCD2 từ 4 điểm trở lên chúng ta tính bệnh nhân này là một cơn tai biến não thoáng qua hoặc đột quỵ não nhẹ với yếu tố nguy cơ cao, và hoàn toàn đồng ý là cái việc các anh chị dùng trong bệnh án cái thuốc nó sẽ logic, tức là dùng kháng nguyên tập tiểu cầu kép. Tiếc là chúng ta không có cái liều loading. Cái liều loading nếu bệnh nhân không có tiêu sợi huyết thì cái liều loading của Plavix nên là khoảng 300 đến 600 mg, và liều loading của thuốc aspirin nên là 162 đến 325 mg thì sẽ tốt hơn nữa. Dopalavin đã là tốt rồi, nhưng nếu có liều loading ngay từ đầu thì còn tốt hơn nữa. Thế thì về mặt điều trị dài hạn thì chúng ta dùng Dopalavin theo các khuyến cáo quốc tế trong 21 ngày, theo dõi sát các cái biến cố chảy máu, đặc biệt bệnh nhân này có cái suy thận với mức creatinine khoảng 130. Mức statin các anh chị có thể cho liều cao tương tự như cái bệnh nhân lần trước tôi đã phân tích, tức là atorvastatin khoảng 40 mg đến 80 mg và rosuvastatin khoảng 20 đến 40 mg. Tuy nhiên rất cảnh giác người châu Á, bởi vì chúng ta có thể dung nạp kém hơn so với người châu Âu, và cái triệu chứng mệt mỏi tăng men cơ và men CK chúng ta sẽ cần phải xét nghiệm lại sau 3 ngày dùng thuốc, sau 1 tuần dùng thuốc và sau 3 tuần dùng thuốc. Về kiểm soát yếu tố nguy cơ thì đương nhiên rồi, các anh chị đều đều biết đó là tim mạch, là tăng huyết áp, là đái tháo đường. Bệnh nhân này thì cái cơn TIA của bệnh nhân này hiện tại tại cái thời điểm này chúng ta vẫn xếp vào loại vô căn, bởi vì trong cái điện tâm đồ thường quy mình không ghi nhận thấy rung nhĩ. Thứ hai nữa là trên cái phim MSCT này mình không thấy hẹp mạch. Thế do đó cái này vẫn là cryptogenic, tức là chúng ta không xác định rõ căn nguyên từ đâu. Nếu mà được thì các anh chị khuyên bệnh nhân đeo cái Holter điện tim 24 tiếng trong môi trường bệnh viện là phù hợp. Trong trường hợp Holter điện tim 24 tiếng mà không ghi nhận được rung nhĩ cơn, thế thì chúng ta có thể cho bệnh nhân đeo ngoại trú các cái phương pháp theo dõi điện tim liên tục trong vòng nhiều tuần. Mà nếu bệnh nhân có điều kiện hơn nữa thì một số cái đồng hồ thông minh bây giờ hiện đại có thể phát hiện được rung nhĩ, một số cái sản phẩm như vậy. Đó là ý kiến của tôi trong trường hợp này. Xin cảm ơn. Cảm ơn tiến sĩ Thủy. Tiếp theo vì bệnh nhân còn tiểu đường cho nên tôi xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hương cho ý kiến về mặt điều trị rối loạn về đường huyết. Kính thưa thầy Hùng, kính thưa thầy cô, ở bệnh nhân này thì là bệnh nhân nam 59 tuổi, tiền sử đái tháo đường tuýp 2 một năm và điều trị không thường xuyên. Thế thì bệnh nhân vào viện vì theo dõi một cái cơn tai biến mạch não thoáng qua, và qua các cái xét nghiệm thì thấy một là thể trạng thì bệnh nhân thì tương đối là thừa cân với BMI là 24. Thứ hai là bệnh nhân có một cái xét nghiệm ở tại một thời điểm là creatinine 132, xét nghiệm nước tiểu thì photên niệu âm tính, HB1C lúc vào viện của bệnh nhân thì là 8,8,0. Trên cái bệnh nhân này thì về xét nghiệm thì mình cần làm thêm. Thứ nhất là mình đánh giá xem là đây là bệnh thận mãn tính hay là cái suy thận cấp. Thế thì mình phải làm lại thêm creatinine này,
mình sẽ phải làm thêm cái microalbumin niệu. Đồng thời mình nên soi đáy mắt để xem bệnh nhân đã có cái biến chứng vi mạch của tiểu đường hay chưa. Thế còn về điều trị thì thầy Thủy cũng đã phân tích rất là chi tiết về các cái thuốc điều trị của bệnh nhân rồi. Thế về điều trị tiểu đường thì cũng đồng ý với các bạn là các bạn có thể khởi trị với metformin. Tuy nhiên thì bệnh nhân này, trên bệnh nhân mà có tổn thương về mạch máu, về tai biến mạch não này, bệnh nhân có nghi ngờ có tổn thương thận do đái tháo đường, thì các bạn nên thêm một cái nhóm thuốc có tác dụng bảo vệ tim thận, đó là nhóm thuốc SGLT2. Mình có thể khởi trị với cả empagliflozin liều 10 mg một ngày, và sau đó mình sẽ đánh giá chức năng thận. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn bác sĩ Hương. Nói tóm lại là cái bệnh nhân này thì các bạn chẩn đoán và xử trí như thế là được, đúng không ạ? Tuy nhiên ấy, bây giờ mình phải làm thế nào để phòng được bệnh nhân có thể bị đột quỵ nhá. Thì đôi khi nó không phải là thoáng qua nó, mà đột quỵ thật sự nó sẽ nặng. Thì các bạn nên là, một là phải kiểm soát đường huyết cho nó tốt. Hai là phải kiểm tra về tim mạch, đặc biệt là siêu âm kiểm tra cả cái động mạch cảnh và tim. Thì để chúng ta phòng những cái hẹp tắc động mạch cảnh, sơ vỡ động mạch cảnh, rồi thì các cái huyết khối tim, để nó tránh những cái đột quỵ về lần sau. Các bạn có hỏi gì không ạ? Chúng em xin cảm ơn quý thầy cô. Em cho em xin hỏi một câu là cái thuốc Lipitac của bệnh nhân thì sau khi bệnh nhân ra viện thì dùng cái liều như thế nào? Xin cảm ơn. Mỡ máu. Atorvastatin, nếu mà các anh chị dùng trong bệnh viện với liều khoảng 40 mg ấy, thì các anh chị kiểm tra men cơ sau, mà bệnh nhân men cơ và men gan bệnh nhân dung nạp được, không quá mệt mỏi, men cơ và men gan không cao, thì các anh chị nên dùng tiếp tục trong vòng ít nhất là 1 tháng sau đó, và có thể kéo dài nhiều tháng sau, nhưng mà ý là sau 1 tháng sau là mình phải kiểm tra lại một lần nữa men cơ và men gan, sau đấy thì chúng ta dùng kéo dài trong nhiều tháng sau đấy. Thì khi mà chỉ số LDL đã đạt được liều thì chúng ta có thể giảm xuống cái liều duy trì là 10 mg. Thì cái liều 10 mg này thì trong giai đoạn cấp có vẻ hơi hơi thấp. Với bệnh nhân suy thận thì atorvastatin với mức creatinine 132 thì cũng chưa cần phải chỉnh liều thuốc atorvastatin. Rồi, cảm ơn bác sĩ Thủy. Có bạn hỏi gì nữa không? Dạ, chúng em xin cảm ơn quý thầy cô. Chúng em không có câu hỏi gì thêm. Tiếp theo thì chúng ta chuyển sang bệnh nhân khác, là mời bệnh viện Kiến An Hải Phòng ạ. Thưa quý thầy cô. Khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện Kiến An xin báo cáo. Nữ 63 tuổi, nghề nghiệp thì làm ruộng. Vào viện vào ngày 24 tháng 12 2021. Vào viện lý do vào viện vết thương phức tạp, dập nát bàn chân trái do tai nạn giao thông. Bệnh sử bệnh nhân bị tai nạn giao thông, xe xi măng cán qua bàn chân trái, sau tai nạn vết thương chảy máu nhiều bàn chân trái, được chẩn đoán vết thương phức tạp bàn chân trái, được phẫu thuật xử lý vết thương. Sau 12 ngày điều trị thì vết mổ có hoại tử da diện rộng, có chỉ định phẫu thuật cắt lọc hoại tử, điều trị kháng sinh, thay băng hàng ngày. Bệnh nhân có tiền sử là đái tháo đường type 2. Khám lâm sàng thì có các thể trạng bệnh nhân thì hiện tại là trung bình, có cái khám thực tại thì tổn thương sau điều trị 58 ngày thì có khuyết học phần mềm gan bàn chân trái, kích thước khoảng 10x5 cm, tổ chức hạt đỏ, dịch thấm băng, vận động cổ bàn chân trái tốt, mạch mu chân trái bắt rõ, các cơ quan khác không có phát hiện bất thường. Slide nhé. Đây là hình ảnh mà bệnh nhân lúc bắt đầu vào viện. Đây là mặt ngoài của cái bàn chân phải. Em xin ảnh tiếp theo anh ơi. Đây là mặt trong của bàn chân trái cùng chân. Đây là sau 12 ngày điều trị vết mổ hoại tử da diện rộng, có chỉ định phẫu thuật cắt lọc hoại tử, thì gần như là cái vùng gót chân và vùng gan bàn chân mất và đứt, và hoại tử lộ gân và mất đoạn gân gấp ở bàn chân, có cả lộ xương. Và đây là sau quá trình 58 ngày điều trị tại khoa chấn thương bệnh viện Kiến An, thì hiện tại tình trạng bệnh nhân là có hiện tại như bây giờ. Đây là các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhân lúc vào viện. Nó có cái đường máu thì là 15,38, các xét nghiệm khác trong giới hạn bình thường. Còn đường máu hiện tại của bệnh nhân là 9,8. Đây là X quang bệnh nhân thì không có hình ảnh gãy xương. Chuyển slide nhé. Chẩn đoán của bệnh nhân là vết thương khuyết hỏng phần mềm lớn màn chân trái,
trên cho bệnh nhân đái tháo đường type 2. Em xin bệnh nhân có điều trị thì có cái phẫu thuật thay băng kháng sinh giảm đau và cắt lọc hoại tử điều chỉnh đường máu. Vấn đề hội chẩn mà em xin chuẩn đoán và điều trị như vậy đã phù hợp chưa? Hướng điều trị tiếp theo của bệnh nhân và trong trường hợp này thì bệnh nhân có chỉ định ghép da hay là chuyển vạt thì hợp lý hơn, mà nếu là chuyển vạt thì chuyển vạt có cuống mạch liền hay có cuống mạch rời. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Tiếp theo tôi xin mời tiến sĩ Lê Tuấn Linh cho ý kiến về mặt chẩn đoán hình ảnh xem có tổn thương gì không. Dạ, báo cáo thầy Hùng, ở đây thì các bạn ấy chỉ có duy nhất một cái phim X-quang thôi ạ. Thì trên cái phim X-quang này thì đúng là các bạn cũng đã nhận xét rồi là hoàn toàn không có cái tổn thương của xương, không có cái tổn thương vỡ hay gãy của các cái xương cổ, bàn, ngón, đều không có gì đặc biệt ạ. Xin hết. Rồi, cảm ơn thầy Linh. Tôi hỏi em câu là trước cái bạn xử lý cái vết thương nó khâu kín lại không hay là để hở? À, thưa thầy là em đã xử lý khâu kín ạ. Thế thì thứ nhất là thứ nhất thì lần sau những cái vết thương này đừng khâu cứng kín. Thứ nhất là vết thương nó dập nát nhá. Hai nữa là khi mà cái bánh xe nó đe quá thường nó bẩn, mà tại vì khâu kín là nó tổn thương nó sẽ nặng, nó nhiễm trùng nó rộng ra, đặc biệt là bệnh nhân tiểu đường. Thì ngày xưa ấy, ngày có một cái ông ấy nói một câu trong cái chiến tranh thế giới thứ hai, ông nói một câu rất là hay đấy, tức là mũi khâu không cần thiết để cứu thương binh nhưng đủ để giết chết họ. Tức là tất cả những cái bệnh nhân mà dập nát nhiều, tiểu đường, vết thương bẩn, đừng bao giờ khâu kín hết nhá. Đấy, ngày xưa chiến tranh ấy, thầy Tôn Thất Tùng, người ta chiến trường về Tôn Thất Tùng, thầy Tùng thì cho mỗi dao kéo không có chỉ, ý nói rằng là đừng có khâu nhá, tại vì càng khâu mà chúng nó nhiễm trần cho nó phá hủy rất là nặng đấy. Tiếp theo thì tôi xin mời cô Hương ạ, chuyên gia về tiểu đường cho ý kiến về điều trị. Dạ, kính thưa thầy Hùng, thực ra ở bệnh nhân này thì chắc là các bạn ý muốn tư vấn về bác sĩ nhân về phẫu thuật tạo hình là chính, chứ còn về thông tin về tiểu đường thì các bạn ấy không đưa lên nhiều, thì các bạn ấy chỉ đưa một cái thông tin là bệnh nhân đái tháo đường type 2 và cũng không rõ là tiền sử bệnh nhân điều trị thuốc gì, cũng không rõ là thời gian bao lâu, và một cái đường máu lúc vào là 15 và sau khi kiểm soát đường máu bằng insulin thì hiện tại đường máu là 9,8. Thế thì ở bệnh nhân này thì em hoàn toàn đồng ý với các bạn là với tình trạng vết thương phức tạp bàn chân như này và cần phải kiểm soát đường máu tích cực thì các bạn nên kiểm soát đường máu bằng insulin. Nếu có điều kiện thì kiểm soát bằng insulin 4 mũi và khi mà đường máu ổn định hơn thì mình có thể kiểm soát bằng insulin hỗn hợp 2 mũi. Và mục tiêu đường máu trong thời gian nằm viện mà để cho vết thương lành tốt nhất thì các bạn nên để duy trì đường máu ở khoảng từ 6 đến 10. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn cô Hương. Tiếp theo thì tôi hỏi một câu trước khi xin ý kiến của bác sĩ Nhân là bây giờ cái cổ chân nó có hoạt động không? Tại vì các bạn hiểu này, nếu mà mình làm thì rất tốt, nhưng mà đôi khi mà cái cổ chân mổ rồi mà chức năng nó không còn nó cũng rất là tệ. Nếu mà chức năng không còn thì các bạn lập tức phải cố định chân ở tư thế vuông góc, chứ không sau bệnh nhân nó sẽ không đi được nhá, tại vì không cử động được thì phải cố định vuông góc, hay không cổ chân mà cứng là nó sẽ không đi được đâu nếu mà chúng ta không cố định một cái tư thế vuông góc ấy. Sau đây tôi xin mời bác sĩ Nhân, chuyên gia về phẫu thuật tạo hình, cho ý kiến về cái này, trường hợp này mình nên làm gì theo ý kiến của các bạn. Vâng, kính thưa thầy Hùng, kính thưa các anh chị. Thế là cho tôi hỏi hiện tại bây giờ còn lộ gân xương gì không ạ? Dạ, em thưa thầy là hiện tại là bệnh nhân không còn lộ gân xương ạ. Bệnh nhân có thể tự đi lại được rồi ạ. Vâng. Bệnh nhân vận động. Vâng, cảm ơn các anh chị đã chăm sóc bệnh nhân này rất tốt. Từ một cái tổn thương rất phức tạp như thế mà chúng ta đã chăm sóc, mặc dù cái thời gian chăm sóc khá là dài, 58 ngày để cho được một cái tổ chức hạt lên như thế này là rất tốt. Và đã giúp cho bệnh nhân từ một cái cuộc phẫu thuật, đáng lẽ là một cái cuộc phẫu thuật rất phức tạp, một cái chuyển vạt, nếu như lộ gân xương mà chuyển sang một cuộc phẫu thuật nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Với bệnh nhân mà tiểu đường như thế này thì nếu như bệnh nhân mà không tiểu đường hoặc có lộ gân xương thì các bạn sẽ nên chuyển vạt. Thì các vạt ở đây có thể sử dụng các vạt cuống rời và tự do, hoặc là sử dụng cái vạt Suran mà cuống mở rộng. Và vạt Suran lấy trên sát cái lớp đàn khoeo có thể với được tới xuống đó. Tuy nhiên là đây là một bệnh nhân tiểu đường và các bạn chăm sóc như thế này rất tốt rồi, thì các bạn sẽ sử dụng cái phương án ghép da.
Và ghép da thì ở đây thì có hai phương án, một là ghép da dày toàn bộ hoặc là ghép da mỏng. Với kinh nghiệm của chúng tôi thì với bệnh nhân tiểu đường chúng tôi khuyên là nên ghép da mỏng để đảm bảo cái liền thương của bệnh nhân nó tốt hơn. Và cái vùng này nó cũng không không phải là vùng tỳ đè, cho nên cái chuyện ghép da nó sẽ hợp lý hơn. Xin cảm ơn quý thầy cô ạ. Hiện tại thì viện em hướng điều trị cũng đang hướng đến hướng, và bệnh nhân hiện tại thì là cái vận động của bệnh nhân thì là đi lại không đau, nên là em xin ý kiến của các thầy và được các thầy chỉ ra hướng cụ thể. Bệnh viện em xin cảm ơn ạ. Bác sĩ nhân xem bây giờ nên làm cái gì, là da có cuống hay là da rơi nó nhỏng thôi. Mà cái này chỉ cần lấy ghép da mỏng là được mỏng thôi, thôi đúng lấy không? Da mỏng từ vùng đùi là được. Vâng. Hiện tại bệnh viện em không còn. Xin cảm ơn quý. Rồi cảm ơn em. Thực ra thì cái tổn thương ấy rất là nặng, nhưng mà mình làm được như thế cứu được cái chân của bệnh nhân là rất là tốt đấy, đúng không ạ? Thì bây giờ còn cái vả da nữa thì tổ chức hàm nó tốt thế thì mình chỉ cần vả da mỏng thôi, thì hy vọng là bệnh nhân sẽ ổn. Các em có ý kiến gì đúng không ạ? Bệnh viện em hiện tại không có ý kiến gì nữa. Em xin rồi. Cảm ơn ạ. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn. Chương trình của chúng ta đến đây hôm nay cũng rất là dài, 7 bệnh nhân đúng không ạ? Và một cái báo cáo khoa học thì... cảm ơn tất cả các bác sĩ, các anh, các chị ở đầu cầu truyền hình cũng như là khán giả theo dõi cái chương trình tele hôm nay ạ. Xin cảm ơn.